Ở nhà có tạp hóa, có gara rửa xe với bảo trì xe, xe hơi á. Có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi, rồi đi gì là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm, em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi. Anh là Ngô Thị Kim Nguyễn, năm nay 44 tuổi. Em hiện tại công tác và làm việc ở công ty Mai Linh. Em là nhân viên lái xe của Mai Linh. Bên nhà trai là Nguyễn Văn Danh, 55 tuổi rồi. Dạ, điểm mạnh của em thì được con cái là em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Dạ, rồi em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nóng tánh có, với em có cái cá tánh hơi nam tính bộc trực tí xíu, thành ra nó hơi mạnh, dạ không? Cá tánh mạnh phụ nữ, thành ra nó hơi cũng là cái em vỏ. Lái xe lâu chưa? Em lái xe được tháng 3 này là 6 năm rồi chị. Vậy hả? Dạ. Thì trước đó là mình làm gì? Dạ trước đó thì em ở nhà em nội trợ. Dạ rồi sau đó cũng như là ở nhà mình có xe. Rồi cái mình lấy bằng lái, hồi xưa em lấy bằng lái nay mười mấy năm rồi. Dạ tức là giờ em cứ đi lái xe đâu cũng chạy, có khách là chạy đúng không? Dạ anh Quyền Linh mà nói em chở về quê Tiền Giang là em lên em rước liền. Anh trai, tức là nhà anh có gara sửa xe nè này kia, rồi sao mình còn đi làm bảo vệ chi cho nó? Tại vì như này ở nhà thì làm thì thấy nó cũng buồn, làm bên cái này thì lại chủ yếu ban đêm là chính, được đi đúng không? Được đi đây đi đó nè. Dạ rồi sắp xếp công việc, gặp gỡ anh em này nó giao tiếp cho cái thần kinh nó thoáng ra chút. Tại vì kinh tế là nhà cũng ổn định rồi ha, ổn định tại gara mướn người làm. Rồi còn có này, kinh doanh gì nữa không anh? Nhà có phòng trọ. Được nhiêu phòng anh? 15 phòng. Nói chung là đi làm bảo vệ cho vui thôi, thư giãn ra thôi. Tại vì bị sổ sửa quá này. Sổ sửa anh là đường tình duyên anh sao anh? Đường tình duyên là như thế này, là có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi, rồi đi gì là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Đó là bởi vì cái lúc mà bị bệnh sản thần á, mẹ của con bé ở ngoài đó là kiểu đi nuôi rồi kiểu buồn quá, gặp một cái đối tượng khác á. Cái đầu tâm sự xong cái kiểu là nghe lời bên kia hơn, cái người nhà phát hiện được, cái sau về cũng có nói khuyên bàn nhưng mà thấy không được thì thôi, với người ta cứ nghĩ đường dài chắc mình bị yếu hay là chắc mất sớm hay nọ, ta nghĩ vậy. Anh là tức là một đứa con gái thôi hả? Đứa con trai. Bây giờ nó vẫn ở với anh? Không, ở với mẹ nó. Rồi tại phòng trọ này kia với lại tiệm đó xe còn này. Có bà già với có con em út ở nhà nữa. Hồi đó là sơ ý lý lịch tích ngang của nhà trai đó, đường tình duyên vậy đó, còn nhà gái sao nè? Dạ em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm, em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi. Chung quy là em gả hết rồi. Giờ mình ở với ai? Bây giờ thì em cũng ở chung với gia đình ba mẹ em. Vậy là hai người đang trống vắng. Em chào anh. Dạ chào. Sao phải quàng khăn vậy anh? Lạnh hả? Dạ không, thì cho nó đúng theo cái tuổi tác mà. Già rồi, rồi có chiếc khăn. Chiếc khăn gió ấm hả? Dạ. Hôm nay đối tượng bên đây sẽ là chiếc khăn cho anh. Trẻ nó đi để cho mẹ còn kiếm tương lai, nhưng mà đây bây giờ đi để cho mẹ kiếm hậu vận thôi. Đó, chứ giờ ở nhà mẹ cũng một mình thì mình cũng đơn chiếc nữa. Người ta nói là đi, người ta đi biển có đôi, còn đây mình đi hỏi vợ là đơn côi một mình. Mẹ rất là thích đi, rồi hay coi chương trình Không Bỏ Một Cái Nào Hết, nhưng mà bị bệnh tim á. Chứ ở nhà là toàn là cứ coi đi coi lại cái đó thôi, cứ mở tivi cho con. Dạ, bây giờ anh mong muốn cái người vợ của anh đi cùng anh đoạn thì đường. Bây giờ như thế này cũng lớn tuổi hết rồi, chứ không phải nằm trong cái tuổi mà để mà bồng bột hay là không suy nghĩ chín chắn gì mà buôn ba hay là còn núi này trong núi nọ. Còn bây giờ đây là nói thật ra là chỉ cần một người để hôm sớm chắc dừng nhau, nếu ví dụ như là đổi gió trở trời hoặc là cái bình hoàn gì đó nó đến nó để giúp đỡ đỡ nhau. Chứ còn mà nếu mà cứ thay đổi hay là này nọ thì cũng thì thôi thà sống vậy ha. Còn đây bây giờ ý muốn là tại vì kiếm một người để cho có, còn đi lại trong cái thời đang còn này thì cho nó thư giãn cái bình ra một chút này, đâu có kén chọn để làm gì hoặc là đi đâu có chỉ ba nhau được rồi. Dạ đúng rồi, chỉ biết rằng đã chấp nhận mình đã một lần rồi nha, là nó một lần ngã là một lần bước dài. Bây giờ tập trung vào để cho cái quãng đời còn lại này, chứ còn không phải như tuổi trẻ mà để đòi này đòi kia hoặc là hẹn hò
cho dài thời gian ra. À, đúng rồi. Đó. Rồi, để em hỏi bên nhà gái nha, hỏi bạn nữ nha. Em thấy sao nè? Nãy giờ nghe cái tâm sự sẻ chia của ảnh, em thấy sao nè? Dạ, theo như lời ảnh tâm sự thì em cũng đồng tình và đồng quan điểm một phần nào đó. Dạ. Còn em chỉ nghe anh nói là hiện tại sống với mẹ thì em không ngại gì hết. Nhưng mà em chỉ sợ sống trong gia đình, ví dụ như có một vấn đề gì đó xảy ra quan trọng, anh bên kia sẽ ứng xử như thế nào. Ví dụ em với mẹ không quan trọng là người ai đúng ai sai, nhưng mà quan trọng anh ở chính giữa, anh xử lý như thế nào. Rồi thôi. Chút mình gặp mình hỏi anh luôn nha. Mở rào. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Đáng lý là có bông, nhưng mà vì mình cũng lớn rồi không có bông hoa gì nữa ha. Dạ. Mở quà cho nó thiết thực. Bây giờ em mở ra xem anh tặng em cái gì nè. Rồi để cho vợ đây. Cái này là dầu thơm. Đôi già mình thì có quàng cho cái khăn để cho nó hợp lệ với nhau. Ha. Bây giờ cái tạm thời như vậy đi, với lại cho mượn những con tay cái đeo cái chiếc nhẫn kiểu cho vui, lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì nhớ ra được rồi. À. Dạ, cảm ơn anh luôn vậy đó. Ngồi xuống đi. Nhanh gọn lẹ quá anh. Nhẫn vừa không vậy? Vừa. Dạ, vừa anh luôn. Rồi hai người trò chuyện nhau bây đi. Bây giờ em theo cái ý nghĩ trước khi lên đây như thế nào thì em có quyền cứ nói trước. Em không biết là lần đầu tiên anh nhìn em thì cảm nhận của anh như thế nào về em thôi. Rất là cân đôi rồi. Dạ. À, cảm nhận thì bây giờ cái sự việc của em làm, công việc thì tính ra cái điểm thì quá cao rồi. Tại vì người phụ nữ mà cầm cái tay lái đó đâu phải đơn giản đâu. Quá tốt rồi. Quá khứ thì bây giờ mình bỏ đi, mình biết từ ngày hôm nay thì có thể sau này hai người mình tâm sự thì tiếp bước như thế nào đó thì có một lời để ràng buộc lại với nhau. Em chỉ có một cái vấn đề như vậy thôi. Tại vì em biết là anh đang sống với mẹ ở nhà. Cái điều đó là điều tốt chứ không phải là cái điều xấu. Nhưng cái quan trọng nhất, ví dụ như ở nhà có một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thôi, anh xử lý như thế nào? Bây giờ anh nói cho em nghe thế này này. Cái chuyện mà con cái trong nhà, cha mẹ nào cũng muốn cho con nên tốt đẹp hết, có đôi có bạn hết. Còn cái chuyện ở nhà em thắc mắc rồi, ở với mẹ là chích mít này nọ, mẹ cái tuổi đó thì em đã biết rồi, không còn gì để mà khó khăn hay là làm dâu làm con gì nữa. Ví dụ vậy nè, trong cái việc mâu thuẫn, tại vì cái này thì tất cả các nàng dâu đều trăn trở cái việc này hết, thì là chẳng hạn như nè, có một việc gì đó mà xảy ra cái mâu thuẫn giữa mẹ với lại bạn này, không cần biết là ai đúng hay là ai sai, nhưng trong trường hợp xảy ra chuyện đó thì anh sẽ đứng về phía ai? Không để cho đôi bên là biết được như thế nào, nhưng mà giải quyết từng bên một là thể nói riêng, mà cho được lòng bên kia, được lòng đối phương, cả hai bên luôn. Tức là anh phải dĩ hòa dĩ quyết cả đôi rồi, bên cả đúng bên. Không? Chứ không thể nhưng nào mà bây giờ giờ xin kết lời là hồi này là lời nói đầu là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì bà mẹ đã 77 tuổi rồi, không có gì để mâu thuẫn cả. Không có gì để mâu thuẫn. Bạn này chỉ cần biết quan điểm của anh thôi. Chứ còn không có rồi đó. Tức là anh sẽ dĩ hòa dĩ quý cả hai bên, anh không đứng về bên anh nào cả. Anh sẽ mời em chị qua bên nói chuyện với chị. Anh mời mẹ qua bên nói chuyện xong anh đứng giữa giống như mình nha. Mình xử lý mình nói chuyện mọi người xong rồi mình quay qua mẹ mình nói con dâu xin lỗi mẹ rồi. Nhưng mà nó ngại không dám nói. Đó. Xong quay qua nói mẹ không ngại nói với em nhưng mẹ cũng biết rồi. Đó thôi, nói chung là mình đứng ở giữa mình đừng cho ai biết gì hết á. Xử lý nhẹ nhàng đúng không anh? Không có, em chỉ ngại nhất là sợ anh cái xử lý tự như anh Quyền Linh nói thì em đồng tình. Chỉ có lùi tới thì... Anh nghĩ chuyện này dừng đây được rồi. Bởi vì là mình lớn mình đủ giải quyết chuyện đó. Bây giờ vấn đề là hẹn hò với nhau nè. Anh ở Vũng Tàu đây ở đâu? Dạ em cùng quê anh đó. Tiền Giang đó, đó, đó. Đó, hẹn hò sao đó. Thì bây giờ những ngày lễ Tết rồi này nọ thì gặp nhau nhiều hơn. Còn mà bình thường thì có thể một tháng hai ba lần đi tùy thế. Theo anh đi xe máy, em còn công việc nữa. Anh không, đi phượt là có xe máy, có xe bốn bánh này. Bốn bánh được anh lái được không? Dạ được. Ủa sao khỏe rồi. Hồi xưa còn trẻ đi Đà Lạt là sáng đi tối về luôn. Làm giờ anh ơi, bây giờ anh không có già đâu. Dạ. Tự động anh cứ mặc định là anh già. Anh là còn làm bảo vệ nữa. Rồi nhìn anh như vậy, ai nói anh già? Tự nhiên anh quàng cái khăn chi vậy? Anh bỏ ra đi làm khác liền.
Đó, thấy chưa, khác liền đó mọi người, thấy anh rõ ràng. Chưa không? Chắc anh lớn hơn. Anh lớn hơn em một tuổi. Ơ giờ chứ em giận không? Anh đừng bao giờ nhận là mình già, chứ em không bao giờ em nhận em già, em còn rất là. Đừng nói tôi già. Tôi minh mẫn già đâu. Trẻ cũng vâng, trẻ hơn 10 tuổi đó anh. Em 44 đúng không? Đó. Trẻ hơn anh 11 rồi. Tuổi đó. Đơn giản là bây giờ mình cảm nhận được đây có thể là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để chúng ta tiến xa hơn, ta bấm ha. Rồi, anh chị đủ để có thể quyết định trái tim của mình nha. Giờ mình đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Trời ơi, chị nghe cái tiếng cặc của em chị mừng ghê luôn á, thiệt luôn. Ừ.